Có thấy người ta đang đi không? Làm gì theo dõi hoài vậy? Không biết là đang lo lắng chuẩn bị tới thử thách không? Mà mọi người có muốn biết là thử thách là gì không? Wow. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Lúc nãy thì Quân Quý với Như Nguyễn là giả vờ, nghĩa là giả vờ hơi nghiêm túc một chút xíu, hơi ngầu xíu thôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn là những show hot dễ thương nhất của Vietnam Shopping. Không, nhưng mà lúc đó là có lo lắng thiệt. Tại vì không biết là hôm nay sẽ có thử thách như thế nào, đúng không? Cứ trở lại cái không gian này là mình sẽ không biết điều gì sẽ sắp xảy ra. Đó, chỉ phải chờ coi có thử thách không, hay là có thêm những cái món ngon nào đang chờ mình không, đúng không mọi người? Đúng rồi, và ngày hôm nay lại tiếp tục đến với những thử thách tiếp theo của VTV Home Shopping. Lúc đầu khi mà bước vào cái khu vực làm thử thách thì Quang Quý có hỏi là Như Nguyễn ơi, hôm nay Như Nguyễn có bị vấn đề sức khỏe gì không? Cái Như Nguyễn chia sẻ cùng với Quang Quý là Như Nguyễn cái cổ họng hơi bị húng hắng, hơi bị ho chút xíu. Đó, và khi bước vào khu vực này thì Quang Quý thấy Như Nguyễn sống rất là tốt. Chúng ta chuẩn bị làm đồ nướng mọi người ạ. Không sao đâu, Như Nguyễn nghĩ là lấy độc trì độc ăn xong là hết. Rồi, để nè, coi. Bây giờ em nãy giờ tìm không thấy cái thử thách đâu. Thử thách hả? Ủa nhanh thôi mà. Rồi, thử thách để đâu? Trời ơi, nó chần dần ở đây. Xin lỗi, tôi tìm mình chứ. Ừ, đây mọi người, thử thách 1. Và bây giờ này mình quay lại nha, mình quay lại mình mở nha. Anh kỹ thuật có gì về em mở ra xong mình thêm ánh sáng giống như em mở kho báo ra nha. Rồi 1 2 3. Wow. Ở trong cái tờ giấy ra. Đây, rồi. Để đọc cho nghe. Thử thách 1. Nướng bánh tráng giòn, khô bò thơm ngon, đổ liền đá lạnh, bếp có còn sống. Đây, chỉ có hai cục đá thừa nhận đây luôn nè. Rồi nướng xong cái quăng đá lên xong hỏi còn son còn. Hạ hội phân giải, sao rồi mới biết, mình biết được. Sẵn sàng đến với thử thách ngày hôm nay, thời gian không còn nhiều. Đầu tiên là nướng bánh tráng khô bò, rồi đổ đá thì đổ đá cuối cùng nha. Bây giờ Quang Quý nướng bánh tráng, Nguyễn nướng khô bò. Hay Nguyễn muốn nướng bánh tráng không? Không, Quý nướng đi. Ok, Quang Quý sẽ nướng bánh tráng này. Rồi, cái gì Quý cũng giỏi hết trơn á. Okay. Giỏi nhất là nướng bánh tráng. Ok, fine. Rồi bây giờ chúng ta có thể là bật nha. Rồi mình thay đổi cái chức năng nè, mình sẽ giảm xuống khoảng 1000 độ. Đó. Ok, rồi bây giờ Quang Quý sẽ thử là nướng bánh tráng xem như thế nào. Đập trứng ra trước mọi người nha. Bò cho mọi người sẽ nghe cái mùi thơm của khô bò nè. Tại vì bình thường á, khi mà chúng ta nướng khô bò theo cái kiểu ngày xưa á, là mình phải nướng trên cái lò than đúng không? Mà mỗi lần nướng như vậy á, thì chúng ta phải quạt than nè, cũng như là củi lửa, rồi cái thiệt ra là than mà nó bốc cháy á, theo cái phản ứng hóa học. Thì khi mà C cộng O2 sẽ ra là CO2. C là carbon, O2 là không khí đúng không? Sẽ là CO2. Và từ đó thì nó sẽ tạo thành cái khí CO2 rất là gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của tất cả mọi người. Cho nên là ở thời mà không có giỏi văn thì mình không có sổ nho, không có biết khóa, cho nên mình đâu có phân tích, mình chỉ ăn rồi nấu thôi. Bạn hiểu không? Đó, nhưng mà nướng bằng cái chiếc bếp này, nướng trực tiếp luôn thì chúng ta cũng có thể yên tâm hơn về chất lượng của nó đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ mình nướng luôn đi. Nguyễn thấy cái bếp nó cũng bự lắm. Mà lúc mà mình mua cái bếp này á, là sẽ được tặng kèm cái vỉ luôn, cho nên là mọi người có thể yên tâm nha. Tại vì thiệt ra là bình thường khi mà Quang Quý thấy là ở trên Đà Lạt á, mấy cô nướng bánh tráng á, thì thường là đập thẳng vô đây luôn. Nhưng mà thôi, Quang Quý sợ lắm, mắc công nó chảy lùm la ra, cho nên là phải đánh đều đều tơi tơi ra trước. Nhưng mà Như Nguyễn thấy rất là nhanh mọi người ạ. Chưa gì là nó đã nóng cái phần bếp của mình lên rồi nè, nó truyền nhiệt cái phương thẳng đứng như vậy nè, cho nên là khi mà mình nấu nướng á, nó sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đó, nấu chín thì rất là nhanh. Hôm nay mình làm thử món nướng trước nha. Đó, bây giờ mình có thể là nướng nè, mình sẽ nướng bánh cho nó chín chín một chút xíu, cho nó hơi cứng một chút xíu, và sau đó thì mình sẽ đổ cái phần trứng của mình vô. Nóng rất là nhanh luôn. Tăng nhiệt lên chút xíu không? Không, Quang Quý thấy là cái nhiệt vậy nó cũng ok rồi. Thơm quá à, khô bò nó bắt đầu dậy cái mùi thơm luôn rồi nè. Thử thách gì mà đơn giản cuộc đời quá trời luôn. Đơn giản ha. Không biết nướng sao. Đó giờ chưa có nướng thử bao giờ. Đó, bây giờ thử nha. Ê, chắc được rồi nè. Giỏi đó. Hay dữ ta. Đẹp mà còn giỏi, nó tìm đâu ra. Bây không Quý chứ anh. Ai đố Nguyễn tìm được ai giống Quý thứ hai. Bởi vậy mới ế đó Quý. Chúc Nguyễn vui và hạnh phúc. Giảm xuống xíu nha. Thôi nóng rồi kìa. Đó. Giỏi quá à. Đang nướng cho ngon nha. Để tôi tự ăn. Để họ tôi ăn. Ủa cái khô bò này nè,
là mình chỉ cần là cho nó vàng là được đúng không? Ừ, đúng rồi. Bình thường á là mấy cái lúc mà mình nướng như thế này á, trên bếp á là mình sẽ xoay chiếc bánh tráng như vậy nè. Đúng rồi. Đó. Mấy cô sẽ làm rất là hay, mấy cô sẽ xoay rất là nhanh thôi. Giờ quý xoay cái tay cầm của cái vỉ đi cho nó dễ. Tại vì cái tay cầm kèm theo nó khá là dài. Đúng cho nên rồi. Là chúng ta có thể là cầm một cách rất là đơn giản mà không có sợ bị nóng. Nguyễn rắc cái ớt bột được không? Ừ, một chút xíu ớt bột nè, với lại một chút xíu hành lên giùm quý đi. Cái muỗng khác hả? Rắc tay luôn nha, cho giống mấy cô nha. Đúng rồi, có thể rắc như là cái kiểu ngày xưa đó. Thì rồi thời lỗ rồi. Không, cái này là kiểu hiện đại chứ kiểu mấy cô có gì. Đó, bây giờ là người ta hay rắc kiểu gì nè, đó, đang hot trên mạng. Rồi, ok. Rồi, cho hành lá vô, Sau đó thì con Quý sẽ cho thêm hành lá vô. Bạn lo, bạn coi hành đi nha. Hành chính nha, tôi ăn hành chính đó. Nó bị cháy cái thịt bò đó nha. Không, chưa, tôi coi kỹ lắm. Với là tôi để nhiệt độ cũng rất là vừa phải. Ở đây có cái màn hình nè, dễ thấy, dễ điều khiển. Cho nên là mình có thể là chọn được chức năng và nhiệt độ như mình muốn. Đó, thậm chí là mình có thể là chỉnh thời gian được luôn. Đâu, chỉnh cho Quý coi coi. Rồi. Đó, bây giờ mình thử bấm một chút xíu nhẹ đi. Con ơi. Nè, mình chọn thời gian xong mình có thể là chọn mọi người nha, 1 phút, mình tăng lên 2 phút, 3 phút đó, hoặc là mình có thể là để thời gian giảm xuống đó, để mà từ từ đây là bao nhiêu giây, ví dụ như là chỉ cần là 1 phút thôi đó, thì mình sẽ chọn chế độ 1 phút, tăng lên nữa hoặc là giảm đi thì chỉ cần là tăng giảm rất là đơn giản thôi. Rồi đó, như vậy là mình đã có một cái hẹn thời gian rồi. Đúng rồi, mà mọi người ơi, bên cạnh đó thì cái chiếc bếp hồng ngoại Golden như thế này á, bình thường là đối với ông bà cha mẹ của mình cũng có thể là sử dụng một cách rất là đơn giản luôn. Tại vì nó đều là tiếng Việt ở trên bề mặt của nó mọi người nha. Cho nên là khi mà chúng ta có thể là mình ấn rất là nhiều những chức năng khác nhau nè, có thể là làm món lẩu nè, BBQ kho hay là cả nước và cả nấu canh nữa. Đó, bây giờ là Quang Quý sẽ gấp lại. Chín chưa? Chín rồi. Ơi, quên cho tương ớt vô rồi. Quang Quý đã cho tương ớt vô rồi. Mình sao bạn quậy lên luôn rồi. À, hơi đổ nhẹ một chút xíu. Phải chín cái phần đó nữa. Từ từ rồi xong là sẽ quay lại như vậy. Nghĩ rồi, sau khi mình mua cái bếp này nè, mình sẽ làm khô bò. Xong cái mình nấu canh, nấu cơm, mình ăn cho no, sau đó mình đi Đà Lạt mình ăn bánh tráng nướng. Liệu rằng thử thách của Quang Quý có thành công hay không? Con Quý nghĩ là chắc là được đó. Nè, bây giờ mọi người bình thường á nha, nếu mà những chiếc bếp bình thường, nếu mà chúng ta thấy là nếu mà nó chảy ra đúng không, không có dám lao gì mà chiếc bếp này. Đó, lao một bên nhanh chóng thôi. Chúng ta vừa nướng mình cũng có thể là vừa lao luôn. Đó, gọn gàng cuộc đời, dọn sạch sẽ. Hiện trường mà không cho ai thấy được thì giấu luôn cái khăn. Phải giảm nhiệt độ mới được. Đó. Nóng quá. Công nhận là cái chiếc bếp này nấu rất là nhanh. À, nhưng mà không chỉ là nấu với vỉ nướng đâu mọi người, mà với bếp hồng ngoại này nè thì chúng ta có thể là dễ dàng nấu cho mọi loại nồi chảo đều có thể sử dụng được luôn nha. Đó, như vậy thì không cần là phải sắm những cái bộ nồi chảo riêng đúng không? Đúng rồi. Mà rất là dễ dàng. Đó, và chúng ta có thể sử dụng được nè. Đó, tại vì bình thường là nếu như mà chúng ta sử dụng những cái chiếc bếp này mà chúng ta ở nhà mà mình có sẵn mấy cái bộ nồi sẵn á, thì mình cũng không có cần phải là mua thêm những cái bộ nồi khác nhau. Tại vì cái chiếc bếp này nó không kén nồi mọi người nha. Mình có thể là mình sử dụng để mình nấu với rất là nhiều những loại nồi inox nè ha. Rồi cũng như là rất là nhiều những cái phần đế khác nhau, những phần đáy khác nhau. Rồi có vẻ như là đã rất là thơm ngon rồi. Nguyễn ơi, hãy kiểm tra lại dùng Quang Quý coi là ngon chưa nè, chín rồi đúng không? Sắp ngon. Mặt này là ngon rồi nè. À, còn góc này chút xíu. Bây giờ thời gian hình như là nhìn đồng hồ còn khoảng hơn một phút thôi. Bây giờ tranh thủ nè, hơn một phút thì Quang Quý sẽ tăng nhiệt độ lên một chút xíu. Đó. Và bây giờ thì bình thường với những chiếc bếp thì chúng ta sợ nhất là điều gì ạ? Đó chính là khi mà chúng ta sử dụng với một cái nhiệt độ cao mà lỡ như cái lúc mà mình đang nấu cái nó bị trào nước ra ngoài đúng không? Thì cái nhiệt độ nó sẽ bị ảnh hưởng một cách tức thì đúng không ạ? Đó. Còn một thử thách nữa. Thì đó, thì Quang Quý đang nói như vậy đó, nhưng mà thử thách đó rất là nhanh, chỉ có vài phút cuối cùng thôi. Mình chỉ cần quăng cục nước đá lên là xong thử thách rồi đúng không? Đó. Nhưng mà mình phải còn chứng minh được là bếp còn son tiếp tục nấu được cho mọi người, và mình cũng phải là để cục nước đá lên thì nó vẫn không ảnh hưởng tới chiếc bếp hồng ngoại Golden này nữa. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ Quang Quý đã làm xong rồi đi. Oh, rất là thơm ngon rồi mọi người ạ. Và xong thử thách đầu tiên. Ngon chưa? Chiếc. Nhưng thử thách này làm sao làm khó Quang Quý được đúng không? Rồi, bây giờ thì mình lao sơ một cái đi, rồi Như Nguyễn sẽ cho Quang Quý một cục nước đá để chứng tỏ là cái chiếc bếp này của Quý còn son hay không nha. Lao rất là nhanh mọi người nha. Đó, rất là nhanh và gọn gàng luôn. Còn bây giờ thì cho Quang Quý xin cái tô nước đá đi nè. Đây. Quang Quý thấy là khô bò cũng đã chín rồi. Đúng rồi, cái miếng này rất là hấp dẫn luôn thấy không? Nhưng mà bây giờ mọi người ơi và anh quay phim tập trung vô cái bếp của em nha. Liệu rằng nó đang nóng như vậy nè, thì nước nó đổ lên thì sẽ như nước đá đổ lên thì sẽ như thế nào ạ? Chúng ta hãy lưu ý nha. Rồi.
tan ngay cục nước đá luôn. Nhưng mà chiếc bếp thì không có suy sĩ gì hết. Lao liền. Nhưng mà nhiệt độ nó đang rất cao mọi người nhé. Quang Quý để nguyên một cục nước đá vào luôn. Như vậy là liệu rằng chiếc bếp của chúng ta có còn son hay không, để mình có thể là tiếp tục là mình sử dụng ngay để mình nấu thêm những cái món ăn khác nhau trong gia đình của chúng ta. Và nước đang bắt đầu chảy ra, tan chảy rồi đây ạ. Bây giờ Quang Quý thắt xíu nha. Rồi, ok. Khỏi lao luôn, mình để thử xem đi. Xem là chiếc bếp của chúng ta có tiếp tục hoạt động tốt hay không mọi người nha. Bếp nhưng mình cũng muốn là thử với chiếc bếp bên này nữa. Khăn giấy coi nè. Bây giờ tạm thời nha, Nguyễn cũng sẽ tắt cái bếp bên này. Và mọi người cảm thấy là bây giờ Nguyễn xong rồi. Cái này để lên đây nè, thành phẩm của chúng ta. Ok là. Rồi bây giờ sẽ là thử thách cuối cùng. Ok. Và như vậy là mọi người hãy cùng xem là chiếc bếp của chúng ta có còn hoạt động tốt hay không mọi người nha. Rồi bây giờ nè, chiếc bếp của chúng ta đã xong rồi. Đó, bây giờ là Nguyễn để lên luôn đi. Làm luôn đi. Đó, bây giờ là 1, 2, 3 mình để lên. Ôi, cái này nổ hơi dữ nha. Đó, tại vì nhiệt độ đang rất là cao. Nhưng đúng mà chúng ta cũng có thể là yên tâm với cái chiếc bếp Golson. Golson là thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng, tin dùng là lựa chọn luôn. Cho nên tất cả quý vị chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm sở hữu cùng với chúng tôi, để có thể thực hiện ngay những món ngon cho những thành viên trong gia đình của mình. Và nướng bánh tráng giòn, khô bò thơm ngon, đổ liền đá lạnh. Bếp vẫn còn son. Bếp vẫn hả? Khẳng định rồi. Khẳng định lại một lần nữa hai. Và bếp vẫn còn son. Xong thử thách 1. Yeah. Bếp Hồng Ngoại cảm ứng Golson với 5 chế độ nấu nướng bằng tiếng Việt dễ sử dụng: lẩu, canh, súp, đun nước, nướng BBQ hay kho, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Bếp Hồng Ngoại cảm ứng Golson sử dụng được với tất cả các loại nồi chảo, bằng điều khiển cảm ứng LED sắc nét, mặt bếp ceramic chịu lực chịu nhiệt dễ dàng vệ sinh, đặc biệt có chế độ hẹn giờ và chế độ khóa phím, cực kỳ dễ sử dụng và an tâm khi nấu ăn. Với sản phẩm ngày hôm nay, bếp Hồng Ngoại cảm ứng Golson tặng thêm một vị nướng đa năng, một chảo chống dính 24cm, bề mặt phủ chống dính cao cấp, đường kính lớn, thỏa sức nấu ăn. Sản phẩm chính được bảo hành chính hãng 12 tháng. Bếp Hồng Ngoại cảm ứng Golson, mức giá cũ 599.000 đồng, giá trình VTV Hyundai Home Shopping chỉ còn 499.000 đồng mà thôi. Quà tặng hấp dẫn kèm theo một chảo chống dính đường kính 24cm và kèm thêm một vị nướng nữa quý vị nha. Sản phẩm này không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại khác. Hả mọi người, bởi vì nhiều khi thấy là không biết sao mình có thể là nướng chán được như vậy. Và sau sự kiện ngày hôm nay, sau chương trình ngày hôm nay, sau sự thử thách này, con Quý sẽ mua ngay chiếc bếp Hồng Ngoại này, đi ra một cái bờ kè nào đó, sẽ có một cái sạp mở tiệm bánh tráng nướng ông Quang Quý đảm bảo đắt luôn. Mọi người tới mà thấy Như Nguyễn thì nhớ đưa tiền, Như Nguyễn sẽ là người thu tiền, Quang Quý sẽ là người nướng. Ok. Ê, lâu ăn qua thử thách hai rồi. Thử thách hai ngon quá. Từ thử thách đâu? Chị thấy là món mới nè. Bây giờ bên kia. Thử thách 2 mọi người nha. Mình sẽ lại mở thử thách Cũng có tờ giấy em đó hả? Nãy giờ chàng chị luôn. Đây. Rồi. Tập thử thách mới nè. Thịt nướng gói giấy bạc, nướng trực tiếp xiên que, nghêu nở hoa lách tách, nhớ dọn sạch đó nha. Cuối quan trọng nhất rồi. Cái câu cuối kiểu là nhặt mặt mình ở cái phần 1 để tùm lum. Ok. Thịt nướng gói giấy bạc thì hẳn không biết rồi. Tôi để hẳn rồi, rồi ha. Nướng trực tiếp xiên que. Đây. Nghêu nở hoa lách tách là cái này. Quên nói với mọi người, đây là quà tặng kèm theo chiếc bếp Hồng Ngoại Golson của chúng ta. Khi mà mua chiếc bếp Hồng Ngoại này là sẽ có thêm một cái vị nướng và kèm thêm một chiếc chảo. Đó, và từ đó chúng ta có thể là thực hiện rất là nhiều những món ăn khác nhau kết hợp. Nên là mình có thể là chiên được nè, mình xào được nè, mình nấu nướng những cái món mình có nước sốt cũng được luôn. Đó, thậm chí là bây giờ mình làm nghêu cũng hấp dẫn nữa. Và bây giờ mình bắt đầu luôn nha. Đó, Như Nguyễn sẽ làm nướng với bạn. Đúng rồi. Quang Quý giỏi chơi với vị thì Quang Quý làm tiếp với vị nha. Từ gì chứ món này vậy? Nhưng mà nướng trực tiếp luôn mà. Thì nướng ở đây nè, nướng trực tiếp. Hiểu không? Nướng trên bề mặt cũng được. Nướng trên bề mặt cũng được. Nếu muốn thử không?
bạn làm anh. Ok, là tôi thử luôn. Rồi, giấy bạc đã chuẩn bị xong. Đây, bây giờ mình cho một lớp muối lên đi để có thể giữ nhiệt. Và bắt đầu là chúng ta sẽ tiếp tục nha. Vàng, đưa đeo vào tay vô đã. Kim nó làm trực tiếp chứ nguồn gì làm. Có cái vị sẵn tự nhiên quà tặng làm trực tiếp gì. Dạ. Đúng chính thôi chứ. Đúng rồi, vậy đi cho dễ, đúng không? Dễ trở nữa. Đúng rồi. Có cái vị nướng nữa cho nên là mình cũng không có sợ là áp sát cái mặt quá. Rồi bây giờ nè. Và thưa quý vị, đỏ, vàng, xanh lá, cột đèn giao thông, món nướng cùng với bếp Golden. Món nướng được tên là cột đèn giao thông hả? Đó, rất là nhanh chóng để chúng ta có thể là thực hiện những món nướng. À, Quang Quý thấy là những cái chiếc bếp này nếu mà ở nhà mà mình có, đúng không? Tại vì nó cũng khá là nhỏ gọn, thay vì là mình có thể là để trên cái gian bếp của mình cất vào trong một cái tủ á, những lúc mà có những thành viên trong gia đình của mình á, kiểu là xum vầy cùng với nhau trong những ngày cuối tuần nè, mình cũng có thể là cùng với nhau thực hiện những cái món nướng BBQ rất là ngon mọi người nha. Biết làm không vậy? Tôm nướng gói giấy bạc, đúng không? Nướng trực tiếp xiên que. À, nghêu nở hoa lát tách. Ủa, nghêu nở hoa là nở sao trời? Ủa, nướng hết không? Chưa để chút. Nướng hết cho cả nhà mình cùng ăn nha. Đúng rồi. Chúng ta kỹ thuật cùng ăn nha. Thật sự là khi mà mọi người theo dõi những cái thử thách ngày hôm nay, nếu như mà tất cả quý vị chúng ta cũng muốn cùng Quang Quý và Như Nguyễn thực hiện thử thách thì cũng đừng ngần ngại, có thể là liên lạc cùng với chương trình thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Và sau đó thì đạo diễn của chúng tôi sẽ cân nhắc lại xem là lựa chọn những quý vị khách hàng nào chúng ta muốn trải nghiệm dòng sản phẩm này, và chúng ta sẽ thực hiện những series dành cho tất cả mọi người. Nếu mà mọi người ngại lên hình thì dễ lắm, mọi người chỉ cần gọi về cho VTV Lazada Home Shopping đặt hàng thôi. Đó, rồi mình là tự làm ở nhà cũng được, đúng không? Rồi, tha hồ mình trải nghiệm. Rồi có những cái lúc mà thử thách đó, mình sẽ cảm thấy là à, cái chỗ này mình làm đẹp chưa, chỗ này mình làm đẹp chưa, đó thì lúc đó sẽ đỡ ngại trước ống kính. Giống như giờ nè, tôi ngại hỏi anh chị bếp của nhân loại cho em xin một cái dĩa để em được trước ăn chính đi nào. Anh chị trả lời rằng con hãy tự biến ra cái dĩa đi. Và mọi người sẽ thấy là xuất hiện một cái bóng đen ùa qua trên khung hình. À, trời ơi, coi nhẹ nhẹ thôi. Tại bạn đó. Anh bếp rồi, có gì là tại bạn đó. Mới nói một cái là nghe cái đùng. Thôi bây giờ mình cuốn lại xong là mình lên bếp được ha. Mở bếp lên, mở bếp lên. Đây. Đợi bạn cuốn xong, tôi nướng xong mất tiêu rồi. Ủa thì mình làm nghêu tiếp. Mình phải làm kỹ càng nó mới có một cái món ngon, đúng không? Cái món này biết bao nhiêu người dòm tôi đang làm, bạn biết không? Ê, cuốn cho chặt vô nha. Đây, không đây. Thôi là nó bị xì nước không, ra đó. Đã cuốn rất là nhiều lớp rồi. Để tôi chống mắt lên coi là có cuốn chặt được hay không. Rồi, Như Nguyễn, nếu mà một ngày đẹp trời mà xong cái Như Nguyễn về nhà chồng. Cái mẹ chồng Như Nguyễn bắt là: Như Nguyễn ơi, con hãy nướng một cái món xiên que cho mẹ ăn đi. Thì Như Nguyễn sẽ làm gì? Dạ mẹ. Đúng không? Mẹ kêu mình phải ngoan chứ. Dạ mẹ. Kìa mẹ, đưa dĩa rồi kìa. Ui, cảm ơn mẹ. Thôi bắt đầu bóc. Trời lên. Trời ơi, dĩa này đẹp nè, bông bông hợp với bạn nè, giữ đi. Không biết nói sao luôn. Mấy cái loại rau củ như thế này á, mọi người nướng á, nó vừa chín tới thôi, ăn nó sẽ còn sực sực, nó giòn giòn, ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà hồi lô bạn phải nhớ nướng chín cho tôi ăn nha. Đúng rồi. Ủa, tôi ăn mà, ai làm gì thì ăn cái đó thôi. Ê, bên này tôm ngon lắm nha. Chúc định sinh nha. Để coi có nướng có bị cháy hay bị gì. Ủa, người ta đang gói trong giấy bạc rất là cẩn thận, xong có một cái lớp muối rồi có một lớp xả nữa, làm sao mà cháy được. Chỉ có chín thôi chứ không có cháy. Mà với chiếc bếp này nè thì mình còn có thể nấu lẩu được luôn á. Rồi mình còn có thể làm BBQ nè, kho nè, nước canh nè, đó. Rồi bên cạnh đó thì mình còn có thể là điều chỉnh được thời gian đó, hay là mình có thể là tăng giảm nhiệt độ luôn. Ví dụ như giảm nè, đó, tăng nè, đó, cho nó nhanh chín hơn. Như Nguyễn ơi, Quang Quý hỏi thêm một câu nữa. Một ngày nào đó đẹp trời, Như Nguyễn về nhà chồng. Nữa, sao cứ về nhà chồng hoài á? Sau khi về nhà chồng trong khoảng thời gian nhất định, Như Nguyễn có con. Cái đó là giả định thôi chứ giờ chưa có gì hết. Rồi xong Như Nguyễn đang nấu ăn, cái Như Nguyễn phải chạy lên gặp khách hàng hay là nghe điện thoại gì đó. Xong rồi cái con Như Nguyễn đi lại gần. Bấm ở trên cái bếp này rồi sao? Trời ơi. Nè. Nè ha, nói không? Gì? Bạn có cận không? Nè ha, trên bếp nè ha. Cái nút ha, nó ghi chữ khóa ha. Đó. Vậy hả? Rồi là mình làm gì với nó? Lại để mà nó đảm bảo an toàn là lúc đó em bé sẽ không có điều khiển được nhiệt độ. Bạn biết làm sao để bạn khóa không? Thì bạn bấm vô đi. Bạn bấm vô. Chưa được. Lêu, phải giữ. 1, 2, 2 vàng. Không giỏi quá. Bé bị
là cái gì quá. Mình biết rồi mình mới hỏi người ta, chứ khi không biết thì mình không có lên mặt được, mọi người hiểu không? Thì đúng rồi, tôi kêu bấm vô đúng không? Đó, bởi vậy ok, bạn là một người con dâu xuất sắc trên cuộc đời này, một người mẹ chuẩn mực của nhân loại. Đúng rồi, tôi biết mẹ chồng thương tôi sẵn. Ok, trời phù hộ cho chồng tương lai của bạn. Trời ơi, hồi hộp quá mọi người, em sắp có món tôm rồi, mà tôm nướng gói giấy bạc luôn mọi người nha, nghe nó đổ lách tách mà cảm thấy hấp dẫn quá. Rau củ đèn giao thông xin mời quý khách cùng dùng thử. Wow, mọi người mà nghe được cái âm thanh ngay trong cái không gian bếp của thử thách này cùng VTV Honda Shopping á, là sẽ cảm thấy là sắp những cái con tôm sắp ra lò rồi. Đã gì đã gì. Tại vì cái phần muối ở trong á. Khi nào hỏi ra nó có bùng như này không? Thì mình ăn luôn. Khỏi phải cắt đúng không? Đúng rồi. Quang Quý đã nướng gần xong rồi mọi người ạ. Trời, còn bao nhiêu thời gian anh ơi? Còn bao nhiêu? Trời đất ơi, còn một phút. Chết rồi, vậy thôi bây giờ xuống cái con tôm này để làm nghêu được không? Ừ, được, 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 nghêu làm rất là nhanh. Từ từ nha, không, anh Quý cũng gần nướng xong rồi nè. Xuống cái tôm này đi. Thực ra tôm nó chín rất là nhanh. Đúng rồi, với lại ở trong á có muối rồi nó sẽ giữ nhiệt được. Đây, cái bếp nó vẫn còn nóng và bây giờ cho nghêu lên luôn. Ok. Và bây giờ, ai da, khói bốc quá. Mọi người thấy không ạ? Khói bốc trên cao. Thật sự là khi mà quay trong phim trường thì chúng tôi có thể là cảm giác thoải mái với máy lạnh, nhưng mà khi nó tiếp nhận thử thách của VTV Hyundai thì phải lan xả ra khắp mọi nơi, chịu khói, chịu gió, chịu nắng, chịu cực, chịu khổ. Sếp phải tăng lương cho em nha. Công nhận luôn á. Sếp mướn bạn làm show hot hay mướn bạn làm diễn viên mà bạn diễn sâu quá vậy? Trời ơi, bây giờ mình bỏ vô cái đó đúng không? Nhưng mà làm sao để nở hoa ta? Từ từ, khi mà nghêu nó chín nó sẽ nở ra, nó sẽ mở miệng ra. Ok, và bây giờ đã xong phần nướng của Hoàng Quy rồi. Cho tôi dĩa gì mà tiết kiệm dễ sợ luôn đó. Rồi bây giờ đây, đây, sao? Đây 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 đây. Tận dụng. Đó, bây giờ mình cắt ra để mình trưng bày, mình gửi đến khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping để xem là những món ăn mà Quang Quý và Như Nguyễn thực hiện xin. À! Miếng đã văng ra rồi, thôi bỏ. Trời hấp dẫn quá. Yeah. Mọi người ơi, hãy nhanh tay sở hữu nha, tại vì đây là một cái chiếc bếp mà có thể là tiện dụng cho chúng ta nấu được rất là nhiều những cái món ăn ngon mà lại dễ dàng điều khiển, dễ dàng sử dụng và vệ sinh chùi rửa nữa, mà còn có thêm một vỉ nướng và cơ hội ngày hôm nay là còn có thêm một chiếc chảo như thế này đây để mọi người nấu thật là nhiều món ăn ngon cho cả gia đình. Và mức giá thì vô cùng hấp dẫn, chỉ có 499.000 đồng. Đó, rất là hấp dẫn đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nghêu sẽ nở hoa như thế nào mọi người nha. Ở đây thì có một cái phép thuật nó sẽ xuất hiện ở trên màn hình của chúng ta. Mình là tới mai. Không, nó đã sôi tâm rồi. Ừ, ê mà nhanh chứ. Nhanh. Mới vừa chuyển qua 2000 thôi mà. Tại vì giờ nó bạn biết không, cái bếp hồng ngoại á, khi mà bạn đứng xung quanh mình cũng không thấy là quá nóng giống như bạn đứng bếp ga hay bếp lò khác, phải không? Đúng rồi. Tại vì nó truyền nhiệt theo cái phương thẳng đứng như vậy nè, cho nên nó tác động trực tiếp vào cái phần đáy chảo nồi của mình luôn, cho nên nó sẽ rất nhanh chín. Đó, nó sôi rồi nè. Đó, nè nè nè. Rồi. Nè, thấy sôi tâm chưa? Đó. Từ 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 để coi nó nở hoa nè nha. Từ từ. Đó. Còn bao nhiêu thời gian anh ơi? Còn bao nhiêu thời gian? 30 giây nữa thôi ạ. Từ từ. Rồi, và liệu rằng là thử thách này có vượt qua được hay không? Còn một chút xíu nữa thôi. Phải mà mình nên. Từ từ. Để yên nó mới nở hoa được. Phải được nở hoa là mới tính nè. Đúng rồi. Ừ, quên, nhớ dọn sạch đó nha nữa. Giấy khăn giấy. Giấy bên kia, bên kia. Mẹ cho con xin cuộn khăn giấy mẹ. Trời ơi, có một người mẹ của nhân loại luôn á. Mẹ hay lo công. Mẹ quốc dân. Chuẩn bị đó. Chuẩn bị nở hoa, chuẩn bị nở hoa. Đây, cảm ơn má mì. Trời ơi, má mì quăng cho nguyên một cuộn giấy. Vậy đi, má mì kêu là dọn và, sạch đó nha đó. Và kèm thêm một câu nói, đừng làm phiền tôi nữa. Khổ quá. Đó, ở đây thì mọi người có thể là yên tâm với chiếc bếp của chúng ta là cái chuyện là khi mà chúng ta nấu xong á thì mình cũng có thể là để cho nó nguội nguội chút xíu và mình có thể là lau trực tiếp ở trên chiếc bếp luôn. Tại vì cái bề mặt bếp như này nè, có một cái lớp chống dính ở phía bên trên rất là trơn mọi người nha, và từ đó thì nó sẽ hạn chế cái việc dính những cái loại thực phẩm dư thừa trong quá trình chúng ta nấu nướng, và thậm chí là làm trực tiếp ở trên mặt bếp luôn. Rồi, để cái cuộn này lại hồi xài tiếp nha, cất dưới đây đi. Dẫu dưới đây. Rồi. Bên Quý sạch chưa? Bên Quý đã sạch rồi. Ủa, Như Nguyễn thôi đó. Rồi đó, thấy chưa, mọi người đã nước sôi đẹp chưa, ngon chưa, thơm chưa, hấp dẫn chưa, thành công quá. 10 giây. Chút xíu nữa, một chút xíu nữa thôi. Anh ơi, cuộc đời sẽ nở hoa hay là bế tắc, anh phải đợi thêm chút xíu nữa. Nè, chín rồi nè. Khoan, Quang Quý đang nghe đếm ở trong cái bộ đàm nè. 5 4
Chín rồi. Anh ơi, nó nở ra đây, anh này là hoa hé nụ. Nở hoa rồi. Nở rồi mà. Nở nụ hoa. Nụ, búp nè, nụ nè. Đó, nó nở đó cho nên dạ. Mình có thể là thưởng thức được cái gì á? Nguyên một cái đóng dấu thất bại lên mặt Quang Quý rồi. Đâu có đâu, thành hết công mà. Nhưng mà chín rồi. Thì chín rồi nhưng không mà không kịp kêu thời gian. Kêu anh đi vô đây ăn thử. Không kịp thời gian, buồn quá. Kịp, nở hoa rồi. Hết giờ rồi sao, đừng chống chế nữa. Ok, thử thách đầu chúng tôi đã vượt qua, nhưng thử thách 2 thì do sự sắp xếp thời gian không hợp lý cho nên là Quang Quý như Nguyễn đành chịu. Bếp hồng ngoại cảm ứng Gosen với 5 chế độ nấu nướng bằng tiếng Việt dễ sử dụng: lẩu, canh, súp, đun nước, nướng BBQ hay kho, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Bếp hồng ngoại cảm ứng Gosen sử dụng được với tất cả các loại nồi chảo, bằng điều khiển cảm ứng LED sắc nét, mặt bếp ceramic chịu lực chịu nhiệt dễ dàng vệ sinh, đặc biệt có chế độ hẹn giờ và chế độ khóa phím, cực kỳ dễ sử dụng và an tâm khi nấu ăn. Với sản phẩm ngày hôm nay, bếp hồng ngoại cảm ứng Gosen tặng thêm một vị nướng đa năng, một chảo chống dính 24cm, bề mặt phủ chống dính cao cấp, đường kính lớn thỏa sức nấu ăn. Sản phẩm chính được bảo hành chính hãng 12 tháng. Bếp hồng ngoại cảm ứng Gosen, mức giá cũ 599.000 đồng, giá trình VTV Hyundai Home Shopping chỉ còn 499.000 đồng mà thôi. Quà tặng hấp dẫn kèm theo một chảo chống dính đường kính 24cm và kèm thêm một vị nướng nữa quý vị nha. Sản phẩm này không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại khác. Nè, thấy chưa? Không phải là nở hoa lắc tách mà là nở hoa rực rỡ luôn, mà có thấy không? Còn Vy nó mới tính nói là nở tét lét luôn. Tét lét của bạn ghê quá, để người ta nói được cái món ăn, bạn hiểu không? Phải nâng cao cái vị giác thêm lên, 2 hiểu không? Phút nữa thôi mọi người ạ. Nhưng mà chỉ vì 2 phút đó thì chúng tôi đã thất bại với thử thách này. Giờ đây là hạnh phúc mà, đi đi anh không chịu. Mình có cái này ăn. Mình ăn mình không có chia. Đúng, tại vì nó không cho mình thắng. Có tôm nữa. Mặc dù là nhìn tôm nó đẹp, nó đã chín như vậy rồi, nhưng mà thiệt là như Nguyễn xếp vô không có đẹp như chị Food Stylist cho nên Quang Quý cũng hơi buồn. Không, cái này là thay vì chị Food Stylist chỉ mở 4 cánh thì mình mở hoa sen 8 cánh. Bạn mở hoa cúc bạn ơi. Như vậy là chúng ta thấy là chỉ với một chiếc bếp mà thôi, toàn bộ sản phẩm lần này chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều những món ăn khác nhau và trải qua những thử thách của VTV Hyundai Home Shopping. Rồi, vậy thì bây giờ đây, làm gì bây giờ? Hãy nhanh đặt hàng đi để có được chiếc bếp này ngay tại nhà mà không cần phải chạy đến phim trường để thử thách cùng Nguyễn và Quang Quý. Và chính quý vị sẽ có được những trải nghiệm với chiếc bếp hồng ngoại Gosen chỉ với 499.000 đồng mà thôi. Và nhanh tay lên để còn có thêm những quà tặng hấp dẫn nữa quý vị. Đúng nha. Đúng rồi, quà tặng kèm theo đó chính là một chiếc vỉ nướng nữa quý vị, và không dừng lại ở đó, có thêm một chiếc chảo chống dính quý vị nha, với đường kính là 24cm. Một lần nữa nhắc lại mức giá là 499.000 đồng. Tại alo alo về cho chương trình để sở hữu ngay mọi người nha. Còn bây giờ Quang Quý và Như Nguyễn sẽ ăn thịt đây.